Campuchia khẳng định chào đón tàu chiến Mỹ hay tàu bất cứ quốc gia nào thăm căn cứ Rim. Campuchia cho biết sẽ chào đón tàu hải quân Mỹ đến thăm căn cứ hải quân Rim, khẳng định rằng căn cứ này không chỉ dành cho tàu Trung Quốc. Ảnh chụp tàu chiến Trung Quốc tại căn cứ Rim của Campuchia vào tháng 12 năm 2023. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thon khẳng định quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể ghé căn cứ hải quân Rim sau khi nó hoàn thành. Căn cứ hải quân Rim không dành cho người Trung Quốc. Trung Quốc đã hỗ trợ chúng tôi mở rộng căn cứ hải quân Rim để phục vụ cho quốc phòng của chúng tôi và không để quân đội Trung Quốc hoặc bất kỳ quân đội nào sử dụng để chống lại quốc gia khác. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Sun phát biểu tại sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington ngày 1 tháng 10. Khi căn cứ hải quân này hoàn thành, bất kỳ lực lượng hải quân nào cũng có thể ghé cảng, miễn là vì mục đích nhân đạo và phục hồi sau thảm họa hoặc tập trận quân sự chung. Phó Thủ tướng Campuchia nói, tuy nhiên, ông khuyên hải quân Mỹ chỉ nên đưa các tàu nhỏ đến thăm, vì nước ở đó nông. Các anh có thể bị kẹt ở đó. Mối quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, và Washington lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại nước này. Các tàu chiến của Trung Quốc đã luân phiên cập cảng căn cứ Rim kể từ tháng 12 năm 2023 để giúp huấn luyện hải quân Campuchia. Washington đã gây sức ép để Campuchia ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào tiếp cận độc quyền căn cứ Rim hoặc lãnh thổ khác. Trước khi dự án cải tạo căn cứ Rim do Trung Quốc tài trợ bắt đầu vào tháng 6 năm 2022, nơi đây đã từng là địa điểm diễn ra một số cuộc tập trận và huấn luyện hải quân chung giữa Mỹ và Campuchia. Campuchia đã phá bỏ cơ sở do Mỹ xây dựng vào tháng 10 năm 2020. Hồi tháng 6 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp gỡ các lãnh đạo Campuchia và thảo luận về việc nối lại các cuộc trao đổi huấn luyện quân sự cũng như rà phá bom mìn.